Mình biết được có rất là nhiều bạn quan tâm đến hai chiếc máy này là iPhone 13 và iPhone 12 Pro, bởi vì hai chiếc máy này có cái hiệu năng cũng như là nhiều cái thông số khác gần như là tương đương nhau, và họ thắc mắc rằng liệu nên mua chiếc máy nào thì tốt hơn để mà sử dụng lâu dài. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ một vài suy nghĩ của mình để mà các bạn có câu trả lời nhé. Ok, thì trước khi chúng ta đến về phần hiệu năng cũng như là camera như thế nào thì mình sẽ nói về phần ngoại hình trước. Bởi vì cái yếu tố ngoại hình là một trong những yếu tố để mà người dùng quyết định chọn mua. Thì đối với mình nhân thì mình vẫn ưu tiên iPhone 12 Pro hơn, bởi vì cái chiếc máy này nó được làm cái phần viền là thép không gỉ, cho nên là nhìn nó rất là sáng bóng và đẹp cũng như là bền bỉ theo thời gian. Chứ các bạn có thể hình dung rằng là iPhone 12 Pro ra mắt từ 2021 rồi, đến thời điểm hiện tại nhìn nó vẫn rất là shiny, vẫn rất là đẹp, vẫn rất là flashy. Trong khi đó thì nếu như iPhone 13 thì nó sử dụng là viền nhôm, cho nên rằng nếu như các bạn sử dụng không kỹ thì lỡ mà có đụng ví dụ như này hoặc là đụng vào góc tường hay góc bàn gì đó, nó sẽ dễ bị chày cũng như dễ bị móp đó. Thì sau một thời gian thì rõ ràng là ngoại hình của iPhone 13 nó sẽ xuống cấp nhanh hơn là iPhone 12 Pro. Tuy nhiên cái phần mặt sau á thì iPhone 12 Pro nó sẽ có thêm một cái lớp kính, nó được phủ một cái lớp nhám, cho nên là cầm nó sẽ nhìn nó khá là đẹp. Trong khi đó iPhone 13 thì nó được trang bị cái phần kính bóng luôn, cho nên là mình thấy là cái thiết kế này nó an toàn quá, nó không có gì hấp dẫn cả. Thì ngoài ra thì nhiều bạn hay nói vui là ba mắt với hai mắt, thì rõ ràng ba mắt xịn hơn đúng không? Nhưng mà đối với mình thì hai mắt trên iPhone 13 nó vẫn có gì đó rất là đẹp, bởi vì nó được làm xéo, nó không như là iPhone 12 lúc trước làm thẳng như trước đây. Ok, nhắc đến phần màn hình nha, thì màn hình của iPhone 12 Pro và iPhone 13 nó tương đương nhau mọi thứ, từ thông số kỹ thuật, độ phân giải, độ sáng, tấm nền cho đến là cái mật độ điểm ảnh, mọi thứ nó như nhau hết luôn. Thì nó có kích thước là 6.1 inch và đều sử dụng tấm nền OLED Super Retina XDR đó, và cũng như cái mật độ điểm ảnh như nhau, cho nên rằng là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm màn hình hầu như là như nhau hết, không có gì khác biệt cả. Thì nếu như bạn nào quan tâm những chiếc iPhone có OLED thì căng thẳng về màn hình, muốn nhìn nội dung nó được đẹp hơn, tốt hơn, HDR các kiểu, thì rõ ràng là màn hình của hai chiếc máy này ngang nhau, không gì để so sánh cả. À, các bạn cũng cần lưu ý rằng là iPhone 13 và iPhone 12 Pro đều có cái tốc độ làm tươi màn hình là 60Hz chứ không phải là 120Hz. Thì chúng ta phải đến cái dòng iPhone 13 Pro mới có 120Hz, cho nên đó cũng là một điểm lưu ý. Một điểm khá là quan trọng tiếp theo đó chính là vào phần hiệu năng. Thì iPhone 12 Pro sử dụng với con chip A14 Bionic, trong khi đó là iPhone 13 sử dụng với con chip A15 Bionic. Thì mình vẫn ưu tiên vào cái hiệu năng của iPhone 13 hơn với lại A15 Bionic, bởi vì các bạn nên nhớ rằng hiện tại iPhone 14 vẫn được Apple sử dụng con chip A15 Bionic này. Và cũng như A15 Bionic có một cái nhân GPU nó mạnh hơn rất nhiều so với lại A14 Bionic, cho nên rằng ở trên lý thuyết á, nếu mà chúng ta sử dụng chơi game nhiều cũng như là sử dụng lâu dài thì rõ ràng là con chip A15 Bionic nó sẽ là một lợi thế so với lại là iPhone 12 Pro đó. Nhưng mà đối với lại những cái nhu cầu sử dụng bình thường của mình á, thì cả hai con chip này cơ bản nó đều quá mạnh rồi. Nếu mà nó có hơn gì nhau á thì chúng ta sẽ rất là khó được nhận biết được đó. Cho nên rằng những cái tác vụ mà chúng ta sử dụng về CPU á, hầu như là gần như là như nhau. Các bạn lướt mạng xã hội nè, các bạn lướt web, các bạn có quay video chỉnh sửa, hay là các bạn có sử dụng hai chiếc máy này để chơi game, để cài game, thì nó đều cho cái hiệu năng gần như tương đương nhau, cũng như là cái setting trong những cái tựa game đó nó đều hỗ trợ là như nhau. Nhưng mà nếu như phải suy xét kỹ á, thì mình vẫn ưu tiên iPhone 13 để mà chơi game hơn, bởi vì con chip A15 Bionic nó đã giải quyết được rất nhiều trong vấn đề về nhiệt độ và cái xung nhịp của nó cân bằng rất tốt. Cho nên rằng nếu như các bạn chơi game khoảng 30 phút trở lên, đúng là PUBG Mobile, thì các bạn sẽ thấy rằng là iPhone 13 nó đỡ nóng hơn và nó cũng như là đỡ rớt khung hình so với lại iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro thì nó sẽ dễ nóng hơn, thì nếu mà nóng thì nó sẽ gây tới những tình trạng là drop frame. Nhưng mà một cái điểm khác biệt duy nhất ở hai chiếc máy này đó chính là iPhone 12 Pro, vì nó là dòng Pro nên nó được ưu tiên có 6GB RAM, trong khi đó là iPhone 13 vì là dòng thường cho nên chỉ có 4GB RAM mà thôi. Mình là người có thói quen hay mở nhiều app cũng như thoát ra màn hình home và sử dụng tiếp thôi, mình không có thói quen là forget cái app đó, cho nên rằng đôi khi mình muốn quay lại một cái app nào đó thì mình nhận thấy rằng trên iPhone 13 có hiện tượng loát lại app. Đó là điều kiện bình thường. Còn nếu như 6GB RAM của iPhone 12 Pro sẽ là một lợi thế hơn, nó giúp chúng ta có những cái trường hợp đang nhiễm nó tốt hơn, và nếu như có launch game lại nó sẽ không bị mất. Ok, về pin thì iPhone 13 sẽ có lợi thế hơn về dung lượng pin khi nó được trang bị cái viên pin là 3240mAh so với lại là 2815mAh của iPhone 12 Pro. Nếu như các bạn hiện tại mua iPhone 12 Pro là hàng đã qua sử dụng á, thì nó sẽ có một cái thời lượng pin nó sẽ thấp hơn nữa. Cho nên rằng là nếu như để mà quan tâm về pin nhiều thì mình nghĩ lựa chọn iPhone 13 vẫn sẽ nổi bật hơn.
Bởi vì nếu mà các bạn cũng biết rằng là hiện tại những phiên bản iOS mới á, đặc biệt là sắp tới có iOS 17 nữa, thì mình nghĩ rằng đối với lại dung lượng pin của iPhone 12 Pro và một cái mức sử dụng như vậy á, thì pin nó sẽ hao hụt hơn rất nhiều so với lại iPhone 13. Theo như mình thử nghiệm thực tế trên cả hai chiếc máy này thì trong một quá trình mình sử dụng đã từng trải nghiệm hai chiếc máy này sau cả năm, thì mình biết rằng là trên iPhone 13 đối với lại cái dung lượng pin đó thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng sử dụng hỗn hợp là khoảng 7 tiếng on screen so với lại là 6 tiếng 30 phút on screen của iPhone 12 Pro. Về camera thì mình vẫn ưu tiên iPhone 12 Pro hơn, bởi vì nó có 3 camera so với lại 2 camera trên iPhone 13. Thì mình là một người vẫn ưu tiên qua hàng năm sử dụng dòng Pro hơn, bởi vì nó có cái camera telephoto, cho nên sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta zoom quang á thì nó sẽ có tiêu cự hẹp hơn để mình chụp chân dung nó đẹp hơn. Trong khi là nếu như những trường hợp mà mình cần chụp cận trên iPhone 13 này thì mình phải zoom số, thì chất lượng hình ảnh rõ ràng nó không bằng, thì đôi khi thiếu sót camera telephoto cũng là một vấn đề với mình đó. Và cũng như nếu mà suy xét nha, thì thông số của camera iPhone 13 lại là cao hơn iPhone 12 Pro, bởi vì nó sử dụng mũi cảm biến mới, cảm biến lớn hơn, cũng như là nó có công nghệ Smart HDR4 so với lại Smart HDR3 của iPhone 12 Pro, và cũng như cả hai đều hỗ trợ Deep Vision. Nhưng mà trong những trường hợp mà chụp ảnh thực tế thì chúng ta sẽ rất là khó nhận biết cái sự khác biệt đó. Cả hai đều cho ảnh xử lý HDR rất tốt và chất lượng rất tốt luôn. Cho nên rằng là nếu như mà để lựa chọn camera mà chụp ảnh hàng ngày để quay phim á, thì mình vẫn ưu tiên 12 Pro hơn, bởi vì tuy là thông số kỹ thuật nó sẽ thua kém một chút xíu so với lại iPhone 13 bởi vì nó trên là thế hệ, nhưng mà việc có camera telephoto sẽ giúp cho chúng ta có rất là nhiều trường hợp chụp ảnh hơn, cũng như là ảnh nó ra đều đẹp rồi đó, sẽ rất khó để so sánh. Một cái trường hợp chụp khó hơn đó là về chụp đêm á, thì mình nhận thấy rằng cả hai đều xử lý night mode rất tốt. Nhưng mình nhận thấy rằng cái night mode trên iPhone 13 nó chụp nhanh hơn, nó lấy nét nhanh hơn, cũng như ảnh nếu mà soi kỹ thì nó sẽ bớt noi hơn là iPhone 12 Pro. Nhưng mà bù lại iPhone 12 Pro nó có trang bị một cái cảm biến LiDAR trên đây, để mà ngoài những cái việc mà nó đo khoảng cách thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chụp chân dung trong điều kiện tối nó nhanh hơn và tốt hơn nữa. Cho nên rằng đó cũng là một thiếu sót trên iPhone 13 mà iPhone 12 Pro mà mình nhận thấy rằng nó vẫn nhỉnh hơn một phần nào đó do có bổ sung của LiDAR. Một điểm nữa mà camera iPhone 13 nó có chế độ quay phim cinematic, cho nên là chúng ta sẽ tận dụng nhiều hơn trong cái việc mà quay làm mờ phong, làm phim ngắn chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ tính năng đó về cái độ thực dụng của nó rất là ít những người dùng ở Việt Nam sử dụng. Đó, cho nên rằng là lựa chọn iPhone 12 Pro về camera vẫn thú vị hơn. Ok, thì tổng kết lại giữa hai chiếc máy này, iPhone 13 và iPhone 12 Pro, thì với mình cũng rất là khó để lựa chọn, vì các bạn cũng biết rằng là từ nãy giờ mình chia sẻ có điểm chiếc máy này hơn, có điểm chiếc máy này hơn, đúng không? Nhưng mà nếu như cá nhân mình để mà phải chọn mua mà để sử dụng lâu dài, cá nhân mình thôi nha, thì mình vẫn ưu tiên iPhone 13 hơn, bởi vì nó sử dụng một cái con chip thế hệ mới và mình vẫn luôn ưu tiên những chiếc iPhone ra mắt về sau này hơn là đời cũ. Đó, mình sẽ chịu thiếu sót một chút về cái camera telephoto, mình sẽ chịu thiếu sót một chút về cái khung viền bằng nhôm, nó sẽ không cao cấp bằng 12 Pro. Nhưng mà để mà sử dụng chiếc máy này lâu dài và cũng như là có một cái thời lượng pin nó tối ưu hơn, thì mình vẫn ưu tiên iPhone 13 trong trường hợp này. Còn với lại iPhone 12 Pro, các bạn lựa chọn chiếc máy này cũng rất là tốt luôn, bởi vì nó sẽ có một thiết kế luôn đẹp theo thời gian, cũng như là các bạn sẽ có một camera nhiều trường hợp để chụp ảnh hơn, cũng như rằng là các bạn sẽ có một cái chiếc máy có cái màn hình tuy là notch nó to hơn iPhone 13, nhưng mà với cái thông số màn hình nó hầu như là tương đương, cho nên chúng ta cũng không cần lăn tăn gì hết. Nếu như mình phải chung lập kết luận rằng là chọn chiếc máy nào cũng được, các bạn muốn tiết kiệm tiền hơn thì 12 Pro, các bạn thêm một tí tiền nhỉnh hơn xíu là chọn 13 cũng được. Ngoài ra thì các bạn lựa chọn chiếc máy nào thì đừng quên để lại suy nghĩ của các bạn cho bọn mình đọc theo dõi với nhé. Và cũng như hiện tại mức giá iPhone hàng đã qua sử dụng trên thế giới di động rất tốt, thì các bạn sẽ có nhiều model để lựa chọn hơn với mức giá cực kỳ hợp lý và vẫn được bảo hành luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. À, các bạn đừng quên rằng hiện tại Thế Giới Di Động đang có rất là nhiều dòng đồng hồ Citizen Mechanical Suyosa dành cho nam, rất là nhiều mẫu mã khác nhau cũng như nhiều mặt đồng hồ khác nhau để mà lựa chọn. Thì các dòng đồng hồ này đang được sale với giá cực kỳ hấp dẫn luôn, thì bọn mình sẽ để ở phần link mô tả bên dưới nhé.